có một kiểu trò gì hay không có một ca sĩ gì ở đây xuất hiện, một MC nổi tiếng gì ở đây, nhưng mà rất cảm ơn các bạn vì chúng ta đã đến với nhau. Thấy nghĩ là bằng sự chân thành, tử tế, những con người gặp nhau, một tràng vỗ tay và điều đó. Cảm giác khi là em đến được gặp các thầy cô, các bạn, các anh chị ở đây thì em rất là vui ạ. Nói chung là hãy học thầy Tùng ạ. Học thầy Tùng là sẽ được 10 điểm ạ. Với tất cả mọi người thì em thấy rất là vui và cảm giác được tiếp thêm động lực cho mình để tìm lại cái kiểu như là cái sự vui vẻ, cái sự tích cực mình đã từng có ấy. Trong cái hành trình đấy thì em rất là may mắn được đồng hành cùng với hai thầy cô ở IT School. IT School. Có một cái nhà có thùng.